Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít tái cập nhật ngày 1 tháng 4 2024, giá có giảm nhẹ. Tại Tiền Giang mít nhất 18.000, mít nhì 13.000, mít bi 8.000, mít chợ 4.000. Đồng Tháp, An Giang, Long An mít nhất 17.000, mít nhì 12.000, mít bi 7.000, mít chợ 3.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang mít nhất là 16.000, mít nhì 11.000, mít bi 7.000, mít chợ 3.000. Vĩnh Long, Trà Vinh mít nhất 16.000, mít nhì 12.000, mít bi 7.000, mít chợ 3.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận mít nhất 10.000, mít nhì 7.000, mít chợ 3.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương mít nhất là 11.000, mít nhì 8.000, mít chợ 3.000. Ở khu vực Tây Nguyên mít nhất 10.000, mít nhì 7.000 và mít chợ là 3.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.